Khánh cùng anh Kiệt, anh Long kính chào cô chú chị và các bạn nha. Chào nhà nha. Hôm nay là mấy anh em sẽ đi lên trên đồng để đi một cá về chế biến một cái món ăn theo yêu cầu của anh Long nè. Là canh chua cơm mẻ. Thôi giờ mấy anh em sẽ đi một cá nha cả nhà. Rồi, cái nhà như nào thì chưa biết, nhưng mà thôi có con gì bắt đó luôn cả nhà. Thằng Khánh mồi bên đây, anh mồi bên kia ha. Em mồi bên đây cho anh, mồi bên kia đi. Anh Kiệt ở trên cầm giỏ thì tại anh Kiệt đánh bữa nay anh bị sốt rồi. Anh Kiệt trên bờ nha. Thôi. Cái nhà bữa nay mình bị nó bệnh quá, nhà mình không xuống được, mình ở trên cầm giỏ cả nhà. Bây giờ bắt đầu mò từ xuống này lên trên cảnh. Tự nhiên lại cái chăn cái bún chi sao phải rồi. Giờ nước thử coi nó có lạnh không. Không lạnh đâu, chắc mát mà không lạnh đâu. Hơi lạnh. Trước khi mình muốn không lạnh rồi, mình muốn sao? Vậy nè. Phải làm vậy cho cá nó vô hang anh Long ơi. Ông. Có cái móc. Hay quá. Có vừa vội dính luôn á, dữ à. Hay quá. Quả hai thật, thật cái Long ơi. Có rồi, hợp luôn rồi. Dạ. Có gì hợp với anh? Hang nó xuống được buồn quá, ngồi bà là buồn. Đây ra không có hay. Mày hả mày? Mày hả mày? Biết chưa? Đúng con cá gì nè? Mà chưa phát hiện ra. À con cá gô không có phải gì á, cá phi. Được không? Được. Hay. Đấm. Lắm. Con này. Đây. Cái này nhỏ quá. Lòng nhỏ quá. Này làm nữa mà. Mình không có nuôi đó, mình không có chơi nó được đâu. Cái nhỏ ăn mới ngon. Đi ra anh. Thủi cá. Ngọt chưa nó thủi. Nay trên bờ buồn hả anh chị? Buồn quá. Cua bắt gì cũng đi cũng đi. Chết phải chứ sao hết. Bắt là phải bắt cạp nữa nhỉ. Đó hai con luôn vậy. Ừ. Đâu lại lắm mình ở đây không bụng luôn. Ôi rồi, cái người. Nó vô hang này cả dài đó, sâu quá phải lặn xuống. Ui sảy rồi. Cái gì? Thôi như nhé. Như thế. Còn con tao thôi. Ừ thôi quá. Sảy con mà còn nữa con. Ừ quá. Hay quá. Có rồi. Ui hả. Trả nó về cho mua luôn rồi.
thấy giọng cầm cá là thấy không ưa rồi. Ngày mới đây. Rồi có rồi, có cá lóc nha. Yeah. Bởi vì em mà không kêu thì nè sẽ cái bị quýnh luôn nè. Ây da, trời ơi. Em mà không kêu là cá lóc nó không phụ tình mình nha các con ơi. Nó không có phụ tình mình rồi. Quá đã. Trời nó mất kêu nữa rồi. Cầm kiểu này thì mày xảy nữa tao quỳ tao lại luôn nha cá. Đó nè, con cá học máu. Bởi vì em kêu cá nó cá vô rồi. Ngộ thế luôn hả? Cho nó chắc, khỏi phải. Đó, chú này. Chú gì vậy? Còn chú vừa. Ê, chú nó bắt đủ rồi, hai bắt rồi lượm bắt nè. Cá mới mà lỡ có ít cá, bắt chỗ này. Mà. Ông đâu với nó ba, anh đậu anh hùng hụ với. Được có nào? Đây nè, ông mới đây nè. Trời ơi, ông đó đánh rồi sợ. Đấy, để cho nó cục thịnh nó chết. Thôi, đây nè, cháu lưng nè, đứng đi. Anh kỳ thận ông. Ê, tao chạy. Chạy tao chung. Ê, anh ơi. Kìa, yeah, gì đó. Đây, em thật ra. Anh đợi lại. Đúng rồi. Đi ngang quá đừng lại quý. Cho chị chút nữa nó quay. Đừng chụp chút đầu cam nó nghe vô đây nè. Cái nhà cái nhà à, anh em mình bẹp chuối bành đó. Anh em mình phát hiện ổ ong nè cái nhà thấy không? Ra đây hai bắt chuối cái nhà. Đâu ra coi được nhiêu anh kìa. Nghe rồi không còn có lóc nè mấy anh cu à. Đúng chưa anh? Lên trên kia. Đi phải dòm ra đây ong nhiều quá. Qua đây vội. Bây giờ mấy anh em đi xuống đường. Cái đường gọi là cái đường clip ruộng á. Clip vườn á. Clip cỏ. Đây là cái đầu tiên hả nè. Anh bỏ nó đây, anh bỏ đây nè. Chưa có đâu, đi tới đây đi. Mấy động động như này có nó cũng chạy dọn rảnh đây nè. Đây thành quả đâu rồi? Ủa nó đây hả? Lúc mới nói là có liền thấy anh. Còn nói còn được cái cậu con cá. Đây thì quá. Hầu mong cái hai là vừa cái tôi nữa. Ôi dạ, không có. Nó không ra ngoài. Không có. Mương này, cái mương này có hến quay. Thôi thiệt. Thiệt, đúng hến luôn á. Cái hồi bắt dính hết sống ra ngay nè. Mình thấy chết rồi. Trời ơi, trời, chảy cái gô. Cái gô này. Trời ơi, quá lại cua à.
Ây da, trời trời trời. Cua nó chạy bóng nọt đó. Có Huy chạy trên. Không hết hồn cho quỷ cua. Thiệt tình. Đang ngồi nó kẹp mình. Ôi thôi, thải cái này. Dính rồi nè cái giọt. Đây nè, đây mới dính thiệt rồi. Ê, con cua này càng quá trời. Đúng rồi, cua càng kinh. Cái lóc mình nhỏ nó không ai vậy tới nó đi ngược với lại. Có ai mà không nhỏ. Lên kia đi. Cái gõ cuối cùng chỉ được con hoang lắm. Không được. Đây này cô chú anh chị và các bạn, sau một hồi mấy anh em lặn lội thì được mấy con cá phi, mấy con cá lóc thì cũng mang sạch rồi. Mấy con cua đồng nữa nè. Cái nhà coi cua nè. Cái càng của nó là bị lớn nè. Anh nhà thấy không? Quá chí khôn luôn, cái cạn bự nè. Nó thì hôm nay là nấu canh chua với lại cơm mẻ. Cơm mẻ này cả nhà thấy đẹp không? Trắng tươi luôn. Còn cái này là cái bắp chuối hồi nãy là anh Kiệt học nè. Đó, còn cái rau cần với cà. Với lại mới rau nhút là Khánh mới chạy ra chợ mua về cả nhà ơi. Tại bữa nay mệt quá rồi cái không có đi hái cái này rồi mình đi lại nhà của anh Kiệt ấy, cũng có nữa. Ở nhà của chú 10A chứ, chú 10A mới có cái này là cái tai tượng nè. Nước sôi cả nhà, giờ mình vào con mẻ cả nhà. Mẻ trắng tươi luôn anh chị ơi. Dạ, có trời. Rồi giờ mình dạo con mẻ rồi cả nhà, giờ mình tới mình sấy cà nghe cả nhà. Cà cái nào cứ nghe bay một hôm là lụm nghe Khánh. Em thấy thơm rồi đó. Anh đứng gần quá nó không thơm. Em đứng dưới gió thơm nè. Thơm chưa? Thơm. Nói kiều lông ra nó lắm ra mày hửi tao không? Đánh mùi hả? Đánh mùi. Mệt quá. Thơm chưa? Thơm rồi, nghe mùi rồi đó. Nghe mùi quá không? Rồi, nghe mùi thì mình cho cà vô cả nhà. Cà mình sẽ mở rồi nè cả nhà, mình đổ ra mình lượt mình lấy cái nước thôi nha nhà, bỏ cái vỏ nha. Cái nước rồi nè cả nhà, cái nước này rất là thơm cả nhà. Rồi mình xé lại cái nước con mẻ nãy cả nhà. Nước cà. Cái màu y gan như trồng cà đỏ vậy. Mình cho thêm miếng tương ớt nữa nha, cho nó thơm nước á. Nó có hậu cay cay cả nhà. Cái này quá trời gió luôn cả nhà. Giờ một ngọt. Một ngọt cả nhà. Thở thơm muỗng căng cả nhà. Đường cả nhà, đường thì mình đi khá chứ cả nhà. Đường bỏ khoảng 2 muỗng căng cả nhà. Muốn mình bỏ khoảng nửa muỗng cả nhà. Thì theo nước ít nước nhiều cả nhà. Còn nếu mình nấu nhiều thì bỏ cả nửa cái muỗng cũng được. Nhỏ này mình xếp ra để mình khô quéo. Khô quéo đi cả nhà, khô quéo ăn với canh chua cả nhà. Khô quéo ha. Khô quéo là kho gì vậy? Khô quéo là kho gì Long? Ai biết, đây Khánh nói khô quéo, anh nói khô quéo luôn. Long dở ha, khô quéo mà không biết khô quéo là kho làm sao nữa. Giờ bữa nay là mấy anh em mình ra ngoài săn ăn cho nó mát ha. Hôm nay mình ra ngoài vườn ăn cả nhà, đi săn nha. Bữa nay chiều rồi cả nhà, bữa nay quay clip thì trễ đó thì rắn này mát rồi cả nhà, mình ra đây mình ăn cho nó mát rồi cả nhà. Giờ mình bỏ thanh nó cũng sôi rồi cả nhà, giờ mình bỏ cua trước cả nhà. Chú
Nhưng mà đi mò cua giá quá trời luôn nha. Hồi cua mấy này nó đỏ lên cá đẹp lắm anh ơi. Cái cua này bữa nay nó giống đen, thằng lông nó đen quá mà không biết đỏ nổi không. Bỏ hết luôn ha. Hết luôn. Nó mềm. Cua sữa đó, cua sữa. Ôi, dạ. Mà ngày mai mấy anh em lên mương anh Vũ bắt ha. Sáng là sớm, sớm rủ anh mà anh Long nói anh thì đi làm giấy gì đó. Rồi. Bởi vậy người ta nằm ở nhà nó làm giấy. Sáng bây giờ thì nói anh nó Vũ mà mò gì đâu rủ. Theo nó thả cá chạy chơi. Trong khi đó ảnh đợi ảnh ngồi ảnh đợi. Mà anh nói trên đường mương của anh là nó cạn sẹo luôn hả? Cạn. Anh có đặt lú không? Có. Sáng mình lên dỡ lú luôn rồi mình. Thí dụ có tép mũi ta. Có. Có tép mũi mình về mình làm đồ đổ bánh xèo hay là món gì đó. Đổ bánh xèo đi, em bánh xèo rồi. Vậy ha. Nước gần cái đặt cái đú ở đây trên mình vòng vòng xuống là nó quýu vô đú liền xuống đâu vậy. Trên đầu dưới á, đây mình dòn lên. Mình lên mình dòn lên. Bị ép. Cô chú anh chị và bạn ơi, giờ món ăn cũng đã hoàn thành rồi, bây giờ mời cô chú anh chị và bạn dùng cơm với lại mấy anh em nha. Chào cô chú cả nhà nha. Chào cô nhà. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Hay ăn canh chua con mẻ ở nhà. Với cua đồng với mấy giờ mời anh Vũ à. Rồi. Với cá đồng luôn cả nhà. Chiên kìa. Cho nó phân khởi ha. Lẩu cua đồng nhộm thấy hấp dẫn nè, nguyên có bắp chuối nè. Thấy gì đâu rồi. Chút rồi lại. Rồi. Có con nhút vô cho lâu. Nè, uống coi lại. Đấy, để đó đi. Nhúng cái này cho được. Rồi, quất đi. Rồi. Dứt. Nói rồi. Cá đây nè anh Vũ. Ừ, để. Con. Cá cò quéo. Cá cò quéo. À, em biết anh Kiệt anh lúc này anh mệt mỏi và cho ăn con cua sữa. Đây, chấm trước cua sữa người chị mất ngủ á. Cua này quá trời sữa luôn à. Cua sữa đó. Anh ăn cua sữa hay không? Ừ. Còn anh Long cực khổ thì em cho anh con cua. Đây, cua càng bự đây. Ừ. Rồi tới cái càng tới công chuyện cái càng. Vũ cũng mệt mỏi cho anh Vũ hai con cua hai càng. Trời chết luôn quá trời. Cảm ơn anh. Còn em á thì em ăn hết này. Để chờ thôi. Cua hai da độc được ta. Wow. Trời. Ăn rồi đứng gần thu á. Nóng á. Ngon quá. Hấp dẫn. Nó nóng thật. Ăn bắp chuối nhớ bắp tài quá. Quá trời nóng. Long. Gì? Anh nói ăn cái bắp chuối anh nhớ cái bắp tay quá. Cái gì? Cua nè. Quá trời ăn cua này đẹp quá trời thật luôn ơi. Thật ra luôn. Cho miếng nước vô rồi. Cua thật như cua biển vậy. Cua Bắc Kinh. Bắc Kinh thôi. Mấy cái củ chuối này mà ngon lắm anh Kiệt. Long cho em dọn hết luôn. Rồi còn cái ăn của. Rồi lúc rồi. Cái công của anh. Công em cực khổ. Chuối nè. Vũ ăn cái lóc Vũ. Quá trời luôn rồi. Cảm ơn cậu. Khánh. Cầm chuối đi. Này để cho biết đi luôn. Dao để vô. Cay nè thấy không? Cái. Ngay gụm gụm hết kìa ha. Ngon. Cái củ chuối ăn đã hè. Mà công nhận là cái mình nấu canh chua cơm mẻ cái vị nó lạ ha. Cái càng ăn đã quá, thịt quá trời thịt. Bữa nay em biết quay xui. Bữa mình bắt được cua bự bự, có càng bự bự không mà nó không có nhà. Bởi vậy. Bữa về thì ngay cái bữa mình bắt không có cua bự. Uống thịt. Có đâu mình bắt rồi. Quy có do anh đi ra ngoài mua cua biển á. Rồi bự mà. Nờ đi về mua cua biển rồi ha. Ừ.
Kẹp cái găng tao. Kẹp luôn hả? Kẹp. Trời ơi, củ này con sống ta. Trời ơi. Sống vậy à? Thôi 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 con sống vậy. Cái sắp nhà lá chả nó sùng quá. Mệt nè mới ngon. Ăn cá khô quéo. Quéo. Vô. Ừ, cái càng. Đây, cái càng rồi, cảm ơn anh. Rồi vậy. Cá khô quéo quá. Thịt cạn của nó còn đó, để xuống dưới nước nhiều không? Nóc vừa quá trời nước mà kinh mình mời mình mà lên he nước cạn xả nước cho hết nhiều chỗ bắt lắm hồi nãy để ý rồi cho nó đi đậm thả bậm đại vậy cho ngoài nó rút nước ra chậm lắm cái này mày cũng là do nó tại bắt mà rút sớm sợ dân ta đi xịt nó thấy nó nước ngon quá nó xịt khó bắt nhiều quá. Đây. Nước đồng ăn thịt cũng ngon rồi ạ. Cá cá mình kho vậy nhá. Rồi. Mấy cái sạch thằng nhỉ. Rồi, ăn thử con anh không? Bán tính từ rồi bán con. Chừng được chục cá mè vậy. Bán tay vậy nè. Ừ. Thế hả? Mày bự nữa trời ơi mẹ con mắm chết chị như mày còn để chảnh hay gì kìa cái mẹ con mắm ngon mẹ chỉ nó muối rồi chiên mới ngon chiên chua ngon chua ngon quá để em hấp nước này ngon ra kìa nước cho nó quay kìa hoài nó hết gì trời anh nhậu thì đã rồi. Mày chỗ anh ăn coi mà nó chuyện lớn rồi ta. Đây là chưa đâu phải không? Ừ. Anh nói anh á đi làm chuyện. Lắm chứ cường lắm tính anh. Anh đi. Gặp em. Đi cầu. Ừ. Đang đó mà gặp cái này ăn bắp túi à chăm xin miếng cơm này ngon quá lúc này quy quất đó Long quy quất đó dạ. Từng nước này cứ đừng thổi cứ múc cái chén cái đầu cứ đọt cứ nuốt luôn á nuốt cái chén chén nữa coi rồi có đó, đầy đủ hết nè có muối là diệt khuẩn luôn nè em đang sôi hay múc em đổ vào em nuốt luôn cái ót vậy nuốt ăn cơm luôn để bố rửa rồi em đừng ngậm em không ngậm em đâu có biết nóng em nuốt lại vô luôn không bậy không đúng không nè bỏ ý định đó đi lúc này dịch giả cái mà cái bắt đầu nóng rồi đó mấy cú họng nó teo lại không cái gút nào đâu vô được đúng rồi giả giờ dịch giả dịch covid này mà mình được cái nồi trời ơi nãy quà quên bỏ ngò vô quê ơi không còn gì bằng hèn chi lúc này tình hình lúc này căng lắm này cả nhà ơi dịch bệnh lúc này chỉ biết lên đồng chứ thật sự không dám đi chợ luôn nó hơi nhiều cả nhà giờ mấy anh em mình chắc đi bắt cá mỗi ngày đi chợ á mua cái rau là mà hồi hộp chết luôn mười mốt tranh thủ chạy về tranh thủ cái gì tại đi trễ là ít có ngồi Long càng này là thôi em được ăn không không anh nó đâu đưa cho mày đâu càng này chừa lại cho quế nha đúng rồi để cho quế mày cái nãy giờ mình ăn nhiều quá tôi nghĩ gấp lên tới đưa cho mày gì mà từ chối liền vậy gì mốt là anh bỏ về mình ta đi chợ chứ không mấy thì mình đi ra đồng mình kiếm này mày dữ lắm rồi dịch dữ lắm rồi mình hạn chế đi chợ chợ thấy ghê quá em bữa hôm đi chợ nó không phải đi chợ lắm nghe nói đi chợ sung lên giờ chợ nào cái máy thấy ghê quá nghỉ ngủ đi vụ nào đi rồi lúa còn chín là dịch về lúa chín rồi để bố vụ bỏ vậy về bữa dịch về tới nơi giờ nè về đó rồi cảm ơn cá quá ngon mà anh chị kho cá cứ gì chứ bộ anh chị cho anh con cá này ngon nhất luôn nè cá không vừa con còn mà cá này lý do sao mà nó không bự nó bự lớn không tại anh tên đó trong vừa á gì vừa vậy chứ nó bự lắm gì ra bị gì nó vậy mà nó lớn theo cái tên đó, phải chưa có gì bự vừa vừa tao qua cầm cái này tay đâu có ăn cái nào bẻ cái đó chứ đâu có bẻ gì đâu mau vậy
Trời ơi, chứ hôm leo ba bữa là anh ăn được à. Rồi cái ba bữa bự giờ bao. Nó ăn để giờ hết ngon. Vậy bầu đeo lẫn tặng vậy chứ ra trái nhóc nữa. Cái gì ạ? Ừ. Có trái sớm vậy. Trời đất ơi. Không có sao nó màu vàng này ở dưới quê là thực ra là rất là khó khăn luôn rồi đó. Đây nè, vài bữa lên nhà anh Vũ là ăn đồ ăn là mình khỏi tốn tiền chợ này, rau cải là bệnh bệnh bệnh. Chủ yếu là mình không? Dưa leo, hầu quý gì có đầy đủ, đồ ăn. Rồi hên quá. Vậy là có anh Vũ lo rồi. Ừ. Vũ rau thì để anh tài trợ cho Long ơi. Rau nhà heo là nhóc. Rồi trước ăn. Có bữa ẩm lên vỗ cây bầu với nhóc á. Nên nó có trái rồi, bữa mình lên đám này. Giờ này nóng phải vô thì phân quá trời ngò luôn. Này hay có mé. Này làm như nó không được sung á. Không có nói chuyện với Long được nhiều. Em định giận anh nghe Long. Ừ. Tại bữa nay anh không có được sung á. Vậy đây cho khỏe để ăn cho ngon. Chửi không hả Long? Chửi. Để cho ăn cơm bữa cho ngon. Chứ anh biết bữa nào anh không làm mày là mày buồn. Cảm giác quá. Đây rồi. Hôm nay ăn cơm với tình đua cơm mẻ ngon quá anh rồi. Nay ý tưởng của mày rất là ngon Long ơi, bữa nay mời mốt nhỉ. Mời đổ anh xèo à. Không. Mời mình quyết định dạ làm anh nó quyết định vậy đi. Có cái gì mình cũng làm anh xèo cái đó. Mời chiều là một người chỉ là mỗi ngày mỗi ý tưởng là. Nêu ý kiến người hả? Nêu ý kiến lên người. Mình lỡ anh em nêu không được lấy gì mà. Em yêu được vậy em yêu gì em gái ăn lấy gì trời đất ơi nhau nó có kiếm bữa phải không cái dòng khi mà nói anh nghĩ anh bữa nay mình tính ăn này mà anh không làm làm món kia rồi mời mời lên anh đủ lú nha rồi lên mời lên đủ là mò kiếm cái mũi á mũi đó bánh xèo rồi biết rồi giờ ngày mai là tới Khánh rồi đó tới Khánh chọn ăn đó đó thì đó tới em đó 11 rồi tới Vũ rồi đâu mới quay lại anh bây giờ em mình chào cả nhà cái đây. À, cô chú anh chị và các bạn ơi, bữa nay là mấy anh em đi săn bắt tuy là cực nhưng mà ngay dốc luôn được cái ngồi dốc ngay chân luôn nãy giờ không bắt đuổi không giờ không ghét mình quay lấy đũa che lại à, thật sự ra bữa nay là được những con cua rất là to được mấy con cá lóc thì về anh chị chế cái món là canh chua cơm mẻ thì ăn rất là tuyệt vời luôn thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Cô chú anh chị và các bạn thấy clip hay cảm mong cô chú anh chị và các bạn chia sẻ để ủng hộ cho mấy anh em để một ngày làm clip hay hơn nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì ngày mai thì chắc sẽ có một cái món ăn dân dã đó là món bánh xèo nữa nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Rồi chào cả nhà. Nhà thấy chỗ nào mà ấy bắt Long đi giùm nó dữ quá nè, đây dữ quá trời quá nhiều quá. Yeah.